Công an tỉnh Nghệ An đồng loạt kiểm tra khám xét 59 điểm, 68 đối tượng tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh liên quan đến mua bán trái phép tiền chất ma túy dưới dạng thuốc lá điện tử và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bóng cười. Ngày 11 tháng 5, Công an tỉnh Nghệ An đã triệt xóa 15 đầu mối phân phối kinh doanh thuốc lá điện tử, bóng cười trên địa bàn huyện Diễn Châu, thu giữ hơn 17.000 chiếc thuốc lá điện tử, 45 bình khí N2O, 890 quả bóng cười, 3 bộ dụng cụ chiết khí N2O, tạm giữ hình sự đối với đối tượng Cao Văn Thịnh sinh năm 2003, trú tại huyện Diễn Châu. Cùng ngày, tại thành phố Vinh, Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện 29 vụ, 37 đối tượng có hành vi buôn bán, vận chuyển thuốc lá điện tử. Tang vật thu giữ là gần 20.000 sản phẩm gồm thuốc lá điện tử, tinh dầu sử dụng thuốc lá điện tử các loại, đầu đốt, linh kiện, phụ kiện. Cơ quan Công an làm rõ phương thức thủ đoạn móc nối tiêu thụ thuốc lá điện tử nhằm vào giới trẻ, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên.